Hôm nay tôi xin chia sẻ với tất cả các anh em cái kỹ thuật cũng như cái kinh nghiệm nuôi cún chuyển vùng của tôi. Đây hiện tại là một chú cún Bắc Hà. Khi về nhà, khi được chuyển từ vùng cao về dưới xuôi, chủ của cún cho cún ăn cún rất bình thường, nhưng mà sau một hôm thì cún tình trạng sẽ không ăn nữa hoặc là ăn rất ít, lười vận động. Theo một số bài viết và một số kinh nghiệm của các anh em đi trước và đam mê để lại và tổng hợp, như của bác Nguyễn Hữu Dũng, một trong những người cũng rất chi là đam mê về chó bản địa, đã chia sẻ là sau khi cún từ vùng cao chuyển về vùng thấp, từ miền cao trở về chuyển về miền xuôi, từ miền Nam chuyển sang miền Bắc, từ miền Bắc chuyển về miền Nam, thời tiết điều kiện khí hậu nó khác nhau, thức ăn thức uống cũng khác nhau, nên trước tiên ta cần phải làm cho cún, đó là khi tiếp nhận cún trong tình trạng nhìn vẫn còn khỏe mạnh thì trong 24 giờ ta không nên cho cún ăn mà chỉ cho con cún uống thôi. Về cái thức uống thì là ta có đường gluco, oxyzone pha chế các thứ thì như hướng dẫn, đường thì mình pha nó dễ rồi, còn oxyzone thì mình phải pha theo đúng cái hướng dẫn của nhà sản xuất cho cún uống. Trong 24 giờ mình cứ cho cún uống ít một thôi, cún mà khát nước mà cún uống nhiều thì cũng hạn chế, mà cún nó không uống thì mình cũng không miễn cưỡng. Còn nếu mà sang ngày thứ hai mà cún nó không uống nước thì ta vẫn cứ tiếp tục cho cún nó uống nước, chưa cho ăn cơm vội. Còn nếu mà không ăn cơm mà mình sẽ nấu cháo mềm cho nó, cháo thịt băm có rau mềm, hoặc là cháo phổi không kiêng mỡ, kiêng tanh, đặc biệt là kỵ nhất là xương cá và xương gà, bởi vì bọn này thì rất nguy hiểm và nó là tối kỵ đối với cún nhỏ. Sang ngày thứ hai rồi mà cún vẫn không uống thì mình cũng không miễn cưỡng, sau đó sẽ cho nấu cháo cho cún, thì mình sẽ cho cún ăn ít một, ăn từ nửa bát đến một bát, chia làm nhiều bữa. Trong ngày thứ hai và ngày thứ ba đấy, cún đã ăn uống bình thường rồi, ta xem tình trạng sức khỏe phân cún ra sao, không bị nhão nát, sức khỏe bình thường thì ta phải tiến hành tẩy giun. Tẩy giun thì trên thị trường thì thường là có thuốc viên của hãng, như tôi vẫn hay thường dùng, đó là Sanpet và của hãng Vi Bạc. Đối với cún nhỏ thì ta nên tẩy giun theo kinh nghiệm, chứ không theo nhà sản xuất thì một viên là nó bao gồm cún từ 5 đến 10 cân, chúng ta người ta chỉ dùng nửa đấy thôi. Ví dụ như cún trong độ tuổi 2-3, một tháng rưỡi, 2 tháng, 3 tháng thì ta tổ chức tẩy nửa viên thôi, tránh tình trạng nó rối loạn đường ruột. Còn về tẩy giun như thế sau 2-3 ngày mà thấy cún vẫn ăn uống bình thường, vẫn hoạt động bình thường thì ta có thể tiến hành vào vaccine cho cún. Nếu mà cún khỏe mạnh, phân tiết thứ bình thường, thế là như thế. Trong vài hôm theo dõi nữa thì là cún khỏe mạnh, chăm sóc và theo dõi cún trong khoảng từ 5 đến 3 ngày khi chuyển vùng, cún khỏe mạnh, cún bình thường thì là như thế là cún đã chuyển vùng thành công. Như vậy là một số những kinh nghiệm mà bạn bè chia sẻ với anh em, mong sao cún của chúng ta đón ở mọi miền trên tổ quốc, đón bất cứ nơi nào, từ kể cả từ nước ngoài về, cứ phương pháp như thế thì tôi nghĩ rằng là cún luôn luôn khỏe mạnh, và tôi cũng đã chuyển vùng thành công rất chi là nhiều cún, 20-30 cún rồi.
và những anh em khác cũng thế. Mong các anh chị em mới nuôi cún hoặc là mới tiếp nhận cún chuyển vùng thì mình nên tham khảo một số bài viết của những anh em đã đi trước. Và bài viết này hy vọng là cún của chúng ta luôn luôn khỏe mạnh. Xin cảm ơn.